Hiện tại xe Hoàng đang chạy là ở mặt trước của chợ Trường Lưu thuộc xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây, chợ của mình nằm bên tay phải nha anh chị. Chợ Trường Lưu thuộc xã Trường Đông nha. Và ngày hôm nay thì những anh chị nào đang tìm nhà và đất ở mặt tiền đường lớn, có thể là kinh doanh buôn bán, mở quán xá, hàng xưởng thì xin mời anh chị xem hết video này. Một trong những vị trí đắc địa nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, nằm gần với xã, chợ, trường học, vân vân nha. Trong vòng bán kính là 200-300m, đầy đủ tất cả tiện ích nha mọi người. Và chủ cũng đang thật sự là cần bán, cho nên là kêu giá hợp lý để có thể là bán nhanh, thu tiền về để hoạt động kinh doanh nha. Đây, bên trái của mình là trường học, bên phải là sân vận động và xã Trường Đông, để ra đường Nguyễn Lương Bằng về quốc lộ 22B nha. Từ vị trí nhà ra quốc lộ 22B là khoảng độ 2,5 cây số. Đây là tuyến đường Nguyễn Văn Linh nè anh chị. Nếu mà mình chạy thẳng là về Ao Thất Bủ nè, Trí Huệ Cung và về Tòa Thánh và chợ Long Hoa nha. Nhà của mình thì nằm ở bên tay phải theo hướng Hoàng đang chạy. Chỗ này rất là đông dân cư nha mọi người. Và cơ cấu xã Trường Đông là sắp tới sẽ lên phường thuộc thị xã nha. Và đây, Hoàng đang đi từ trong nhà để đi ra mặt tiền phía trước nha. Anh chị là thấy phía trước mặt tiền hơi chói đấy. Thời điểm này là hiện tại Tây Ninh đang nắng cực độ luôn ha. Ngoài việc là biến đổi khí hậu tình hình chung, còn đây cũng là thời điểm giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa nha mọi người, nên nó hơi gay gắt. Đây là đường Nguyễn Văn Linh này nè. Hướng này là về cái chỗ mà lúc nãy Hoàng chạy ra đấy, từ chợ Trường Lưu chạy ra. Đó là cổng văn hóa của xã Trường Đông đấy anh chị. Chợ, trường học, xã, trung tâm văn hóa, rồi các cơ sở tiện ích dịch vụ đầy đủ luôn ha. Bên đây thì dẫn thẳng về trung tâm của thị xã Hòa Thành, về ngay chợ Long Hoa đấy. Đường này có độ dốc là 30m nha. Và đây là vị trí nhà của mình. Sau đây thì xin mời mọi người xem sổ hồng chính chủ của miếng đất và căn nhà này. Vị trí nằm tại là ấp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng đất là 152,3m2 và đã có sẵn 100m2 thổ cư, còn lại toàn bộ đất trồng cây lâu năm. Với diện tích 100m2 này là đã khá rồi nha anh chị. Chứ hiện tại mà từ một miếng đất trắng để lên thổ cư, với cái giá mỗi m2 thổ cư ở đây rất là chua luôn nha. Bởi vì đây là tuyến đường trục chính và trục lớn. Nhà và đất của mình thì không còn trừ lộ giới nữa nha. Đây là hình dạng thửa đất và căn nhà. Thì đất và nhà của mình quay về hướng là Tây Nam nha. Tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Linh, có lộ giới hoạch là 30m, tiêm đường vào mỗi bên là 15m. Đất của mình tiếp giáp đường là 5,5m, hai cạnh dày xuống đều là 29m và hậu đất là 5,5m như phần mặt tiền nha, vuông dứt. Còn đây là thực tế bên ngoài nha mọi người. Hướng bên đây họ nhắc lại là về xã Trường Đông, trung tâm văn hóa và trường học, cách chỉ vài bước chân thôi. Rồi, mình sẽ di chuyển vào sát cái máy tôn để quay cái ranh giới cho chị xem. Bắt đầu từ đây, còn tới đây là 5,5m. Dài xuống 29, hậu là 5,5m và dài lên là 29 nha. Nguyên một cái sân trước đã cán bê tông, có làm mái che, sân để ô tô đấy anh chị. Đây là phần mặt dựng của căn nhà, có các cây trụ đôi nữa ha. Mặt dựng thì lát gạch lên đến tận nóc, tam cấp. Cửa thì là 6 cánh nha mọi người. Đấy. Và đây là không gian phòng khách. Phòng khách này diện tích là hơn 25m2. Nó sẽ thuận theo chiều dài nhiều hơn những cái nhà bình thường nha. Còn đây là nguyên một cái sân trước. Đó. Mặt tiền toàn bộ nhà nào là cũng kinh doanh buôn bán hết anh chị, đầy đủ hết ha. Và về chợ thì chỉ khoảng độ là 500m thôi. Rồi, qua không gian phòng khách này, mình sẽ di chuyển xuống không gian hai cái phòng ngủ. Với cái hành lang đi xuống rất là rộng rãi, khoảng 1,6m nha mọi người. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên, diện tích là gần 10m2. Mỗi phòng đều có cửa sổ nha. Bên đây cũng vậy, 10m2. Rồi, di chuyển xuống không gian cuối cùng là không gian bếp và toilet nằm ngoài. Không gian bếp này thì nó cũng gần bằng với phòng khách luôn nha. Các bạn xin thông báo luôn là cái giá ngày hôm nay mà chủ ra đi toàn bộ nhà và đất được giá là công chứng ngay á, với tổng giá trị là 1,750,000,000. Đó là giá chủ mà muốn bán. Quý anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Hoàng để Hoàng hướng dẫn anh chị xuống xem nhà, rồi gặp trực tiếp chính chủ để làm việc nha. Đây là phòng tắm và cái toilet nằm bên ngoài. Ranh giới sẽ bắt đầu từ bên góc bên đây nè anh chị, kéo dài vào bên đây là 5,5m nha. Đó, đó là tổng thể vị trí, sổ sách và giá cả của căn nhà ngày hôm nay, mặt tiền đường lớn kinh doanh buôn bán. Quý anh chị như có nhu cầu mua liên hệ với Hoàng qua số điện thoại là 0981877139. Đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Anh chị đang xem video hãy ủng hộ Hoàng bằng cách là đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón những video mới nhất mà Hoàng vừa đăng lên kênh nha. Xin kính chào.